xem một cái giống nhãn mới. Nó tương tự như nhãn xuồng nhưng mà nó dày cơm hơn. Và nó khô hơn. Nhãn xuồng thì có nước. Và điều đặc biệt là cành nhánh thì mạnh mẽ hơn nhãn xuồng. Và có thể năng suất nó sẽ cao hơn. Đậu không bằng. Đậu không dễ rụng. Nó không bị rụng cái non giống như nhãn xuồng. Tới chín đậu nhưng mà còn hạt rất nhỏ. 8 tuổi. Cái trái này nó giòn hơn cái trái tôi đã ăn lúc nãy. Cái đất này. Hạt lép hơn nhãn sụt. Hạt nó nhỏ hơn. Và nhãn này đang có tại chợ Lách Bến Tre. Là những cây này đang nhân giống. Là một giống nhãn mới nhưng mà hiện tại thì chưa có tên.